Kính thưa quý vị, trước thực trạng ngày càng có quá nhiều những loại thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, hiện nay tại Việt Nam và cả trên thế giới, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trái cây, hoa quả, luôn được sự quan tâm rất lớn. Một trong những yêu cầu được đặt ra là phải truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm. Và để làm được điều này thì bắt buộc tại những khu vườn trồng trọt phải được cấp mã số. Vậy một khu vườn được cấp mã số thì sẽ có gì thú vị? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước đây khu vườn xoài này ở xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vốn được sản xuất theo mô hình truyền thống, không theo một quy chuẩn nào. Nơi tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là chợ địa phương. Hỏi tiệm thuốc sâu cũng đưa gì xịt nấy, gì đâu có khoa học kỹ thuật. Có cây trái thì mình chỉ đem đi chợ mình bán thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nhiều nữa thì mình bẻ, mình đem lên chợ. Hồi xưa thì chợ đầu mối ở trên cầu muối rồi đó. Sau này thì mình bán cho thương lái. Vì sao hợp tác xã Tân Thuận Đông ra đời, đưa nền nông nghiệp của vùng lên một bước tiến mới, hiện đại an toàn hơn, theo chuẩn sản xuất Việt Gáp. Và khoảng 2 năm nay, một số vườn trồng tại đây đã chính thức được cấp mã số trên diện tích hơn 82 hectare, chiếm hơn 10% diện tích trái cây toàn xã. Mương thì cách khoảng 2 đến 3 năm mà mình vét lần cho nước nó thông thoáng, xà sinh học. Thì mình thấy cái sức khỏe mình ra vườn thấy nó không còn bị ngột ngạt như hồi xưa. Ngoài những vườn tiêu chuẩn Việt Gáp thì để được cấp mã số vườn trồng, nông dân còn phải tuân thủ chặt chẽ các yếu tố từ nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc không được nuôi gia cầm, gia súc, không tồn tại cầu tiêu, ao cá, mồ mả trong vườn. Tất cả tạo thành một quy trình khép kín tối đa để người tiêu dùng có thể định vị được vùng trồng, tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Ngày xưa thường thường thì người ta có cái vụ mà nuôi cá rồi người ta bắt cầu tiêu á, mà bây giờ thì bây giờ đã nông xã nông thôn mới rồi, nó vô mấy cái tiêu chí hết trơn rồi. Bây giờ là dân là dỡ sạch sẽ toàn bộ những cầu tiêu, ao cá. Hướng tới thì địa phương cũng sẽ vận động trong bà con trong cái một vùng á để mà sản xuất liên kết lại với nhau đạt trên và 80% trở lên để cho bà con an tâm mà sản xuất về cái nguồn gốc trái cây của mình. Hiện hợp tác xã Tân Thuận Đông đang có kế hoạch phát triển lâu dài, mở rộng diện tích đất trồng đạt tiêu chuẩn để được cấp mã số vùng trồng, không chỉ phục vụ sản phẩm trong nước mà chủ yếu là xuất đi nước ngoài, quảng bá mặt hàng trái cây Việt Nam.